Mặc dù mùa giải này vẫn chưa khép lại, thế nhưng người hâm mộ làng Túc Cầu lúc này đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để chào đón một kỳ chủ nhật hè rầm rộ, nhất là sau khi các đội bóng lớn rục rịch mua sắm. Điển hình trong số này có Man City, câu lạc bộ vừa qua kích nổ một bom tấn, một cái tên mà tất cả đều mong chờ, Erling Haaland. Tài năng trẻ sinh năm 2000 là hiện tượng nổi lên trong mùa áo Red Bull Salzburg, chiến đấu được đẳng cấp khi chuyển tới Dortmund và giờ đây anh sẽ cặp bên Etihad. Erling Haaland thực sự đang làm khuynh đảo bóng đá châu Âu thời điểm này. Ngoài tài năng trên sân, còn vô vàn những điều thú vị xoay quanh tiền đạo người Na Uy. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với top 10 bí mật thú vị về Erling Haaland. Có thể khoác áo được tuyển Anh. Có thể bạn không tin, vào năm ngoái, khi Euro 2020 diễn ra trên nhiều diễn đàn, cổ động viên đội tuyển Anh nói đùa với nhau rằng Gareth Southgate có thể đang đau đầu khi lựa chọn giữa Harry Kane và Erling Haaland. Nhắc tới Haaland, đương nhiên phải nhắc tới Na Uy, đội tuyển mà anh đang thi đấu, nhưng đúng là tân binh của Man City đủ tư cách để khoác áo đội tuyển Anh. Lý do là vì cha của anh, ông Alf Inge Haaland, từng có khoảng thời gian chơi cho Leeds United. Trong thời gian này, mẹ của cậu đang mang thai, và tiền đạo sinh năm 2000 có thể đã khoác lên mình bộ áo trắng của tam sư, bởi anh được sinh ra tại thành phố Yorkshire. Tuy nhiên, Erling Haaland đã chọn đi theo con đường của cha mình, khoác áo đội tuyển Na Uy và có trận ra mắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2019 khi tiếp đón Malta trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020. Giống cha hay giống mẹ, người dân Na Uy thường khen ngợi gia đình Haaland vì cả nhà đều đam mê chơi thể thao. Cha của Erling, ông Alf Inge, từng là một cựu cầu thủ. Thời còn thi đấu, vị trí của ông là hậu vệ và tiền vệ. Nhưng ít ai biết được rằng mẹ của anh, bà Sri Marita, cũng là một vận động viên thể thao. Bà từng là nhà vô địch Heptathlon 7-1 phối hợp ở Na Uy. Bởi vì vậy, Erling Haaland sở hữu tố chất chơi thể thao giống như cha và mẹ. Ngoài ra, cha tiền đạo 21 tuổi còn nhận được sự giáo dục và hướng dẫn tận tình của gia đình về định hướng chơi bóng chuyên nghiệp. Kỷ lục thế giới về nhảy xa. Erling Haaland có phẩm chất của nhà vô địch ngay từ nhỏ. Tiền đạo người Na Uy vẫn đang giữ kỷ lục thế giới về bộ môn nhảy xa trong hạng mục dưới 5 tuổi. Anh ghi dấu ấn bằng cú nhảy vọt 1m63 vào năm 2006. Suốt 16 năm qua, chưa một cậu nhóc nào có thể vượt qua thành tích này. Và Erling Haaland vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở một bậc xa tại chỗ. Điều này khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng với ông Alf Inge Haaland, ông không ngạc nhiên với những gì con trai mình làm được. Trước khi nó bắt đầu chơi bóng, chúng tôi cho nó thử sức với môn điền kinh. Thằng bé cũng chơi cả bóng ném, quần vợt và trượt tuyết. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng ném Na Uy ngày đó thậm chí muốn giữ Erling Haaland lại để tập luyện cùng với tuổi trẻ ở quốc gia. Sự đa năng và linh hoạt là điều hết sức quan trọng. Bạn cần phát triển toàn diện và hoàn thiện mọi bộ phận cơ thể. Bất kể bạn làm gì, điều này chắc chắn cũng sẽ mang tới những tác động tích cực. Ra mắt lần đầu ở vị trí tiền vệ cánh, Erling Haaland đang là một trong những trụ phòng đáng sợ nhất bóng đá thế giới. Nhưng ít ai biết, giai đoạn bắt đầu chơi bóng, anh là một cầu thủ chạy cánh. Là một thần đồng bóng đá, Erling Haaland có cơ hội tiếp cận với các dạng bóng đá chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi. Đội bóng đầu tiên anh khoác áo là Brynäs FK, một câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Na Uy. Trong màu áo câu lạc bộ này, Haaland đã từng xếp chơi vị trí hành lang trái. Thậm chí Haaland ngày đó chơi trên 10 trận ở vị trí tiền vệ cánh. Trước khi huấn luyện viên câu lạc bộ nhìn thấy được tiềm năng và độ nhẹ bén bàn thắng của anh và xếp anh chơi ở vị trí trung phong. Ghi 9 bàn trong một trận đấu. Trong một clip TikTok mà Cảm đã từng làm về giải mã ý nghĩa của chuỗi bàn thắng, khi tới đoạn tái bàn thắng kia là Snowman, Cảm đã nói vui, chỉ Haaland mới được gọi như vậy. Nhiều bạn đã thắc mắc và comment hỏi, ủa, là sao? Hà Lan từng ghi được 8 bàn lận cơ à? Thật ra, không phải trên tiền đạo người Na Uy từng ghi được 8 bàn, mà tận 9 bàn thắng cơ. Tháng 5 năm 2019, Erling Haaland làm khuynh đảo bóng đá thế giới khi ghi đến 9 bàn trong chiến thắng 12 sao của U20 Na Uy trước U20 Honduras tại vòng chung kết U20 World Cup 2019. Màn trình diễn không tưởng của chân sút sinh năm 2000 đã phá vỡ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu tại U20 World Cup mà cựu cầu thủ Adalton từng lập nên vào năm 97 với 6 bàn. Cỗ máy ghi bàn người Na Uy cũng giành được danh hiệu vua phá lưới giải đấu năm đó. Chọn Salzburg và Dortmund thay vì Juventus. Vào đầu năm 2018, Juventus đã có khoảng thời gian theo đuổi Haaland khi tài năng của anh vừa chớm nở trong màu áo Monza. Nhà đương kim vô địch Serie A từng đặt lời đề nghị 5,1 triệu bảng đối với mua tiền đạo trẻ này nhưng không thành công. Sau đó, Erling Haaland cùng cha và người đại diện quyết định chọn Red Bull Salzburg. Họ nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai. Erling Haaland suýt chút nữa
đã có cơ hội sát cánh bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo hay Dybala. Trong màu áo Red Bull Salzburg, Haaland liên tục tỏa sáng ở Champions League, khiến Juventus một lần nữa tham gia cuộc đua giành nhật ký của tiền đạo người Na Uy cùng với Man United và nhiều câu lạc bộ khác. Tuy nhiên cuối cùng Haaland quyết định chọn Dortmund. Cầu thủ siêu tốc độ Erling Haaland sở hữu chiều cao khủng 1m94 cùng cân nặng 88kg. Dù sở hữu thân hình hổ phách nhưng chân sút người Na Uy là cầu thủ có tốc độ đáng nể. Được biết Erling Haaland từng vượt qua vòng loại 60m tại giải vô địch điền kinh thế giới 2018. Ở trận đấu gặp Paris Saint-Germain tại Champions League 2019-2020, tiền đạo này gây sốt khi chỉ mất 10 giây để hoàn tất quãng đường 100m. Tính ở quãng đường 60m, Erling Haaland chỉ cần 6,64 giây. Thành tích này chỉ kém kỷ lục chạy 60m thế giới của nhà vô địch điền kinh Christian Coleman với 0,3 giây. Ngoài ra, tiền đạo của Dortmund từng phá kỷ lục nước rút tại Bundesliga ở trận gặp Stuttgart khi đạt vận tốc tối đa 36 km/h. Học cách ăn mừng như Mohamed Salah. Cũng tại Champions League 2019-2020, sau khi ghi bàn giúp Dortmund nhận chiến thắng 2-1 trước PSG trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8, Erling Haaland ngồi khoanh chân, nhắm nghiền mắt, ăn mừng theo tư thế ngồi thiền. Kiểu ăn mừng này xuất phát từ ngôi sao Mohamed Salah. Sau đó, nó được một vài ngôi sao nổi tiếng thực hiện lại như Sergio Ramos hay Antoine Griezmann. Học theo thói quen ăn uống giống với Ronaldo. Ở tuổi 21, Haaland luôn nỗ lực rèn luyện thân thể để thật khỏe mạnh và mục tiêu phấn đấu của anh chính là Cristiano Ronaldo. Erling Haaland học theo chế độ ăn uống khoa học cũng như cách tập luyện của CR7. Đây là thông tin được chính ông Alf Inge Haaland tiết lộ. Vì bóng đá mà thằng nhóc sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Cú cầu rời nhà để chơi cho Molde khi mới 16 tuổi và tỏ ra chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Có lần, nó đọc được một bài báo viết về cựu hậu vệ Patrick Evra. Trong đó có câu chuyện Evra dùng bữa trưa với Ronaldo mà bị choáng khi thấy CR7 chẳng ăn món gì ngoài cá. Thế là nó cũng cố gắng áp dụng chế độ ăn uống như Ronaldo. Khi Ronaldo năm nay đã 37 tuổi mà vẫn còn tỏ ra rất sung sức, điều đó chứng tỏ cậu ấy đã đúng khi ưu tiên ăn cá. Giống Ronaldo, để cung cấp năng lượng cho cơ thể, Erling Haaland cũng thường ăn nhiều bữa trong ngày. Bên cạnh cá, tiền đạo người Na Uy cũng ăn nhiều thịt gà, thực phẩm có hàm lượng mỡ thấp và protein cao. Thần tượng Ibrahimovic từ nhỏ. Dù Ronaldo là hình mẫu mà Erling Haaland theo đuổi, nhưng Ibrahimovic mới chính là thần tượng của tiền đạo trẻ này. Cầu thủ sinh năm 2000 từng hé lộ rằng danh thủ người Thụy Điển là ngôi sao lớn nhất trong lòng anh. Với chiều cao lý tưởng 1m94, Erling Haaland được ví như một Ibrahimovic tiếp theo của bóng đá thế giới, và đây cũng là mong ước của chính Haaland. Anh từng thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi có rất nhiều hình mẫu để học hỏi, nhưng Zlatan là người ảnh hưởng lớn nhất với tôi. Cách mà anh ấy trở thành huyền thoại, những chặng đường anh ấy đã đi qua và phong cách thi đấu của anh ấy thật ấn tượng. Hơn nữa, Zlatan cũng là người Scandinavia và tôi muốn kế tục anh ấy." Ngoài ra, Erling Haaland còn có nghĩa danh là Flo Kingsley khi anh chơi rap. Nếu không thành công với bóng đá, có lẽ tân binh của Manchester City cũng đã theo đuổi con đường nghệ thuật. Hơn nữa, nhạc hiệu của UEFA Champions League là một trong những bài hát ưa thích nhất của Erling Haaland. Nhiều đồng đội tỏ ra bất ngờ khi biết tiền đạo người Na Uy luôn mở nhạc Champions League khi đi chơi. Erling Haaland cũng cho biết rằng anh đã nghe bài hát Champions League từ khi còn rất nhỏ và rất thích được nghe tại các sân vận động. Không rõ việc được nhạc hiệu ngắm vào máu có giúp Erling Haaland chờ thăng hoa và giúp Manchester City chinh phục chiếc cúp còn thiếu này hay không. Điều đó hãy để tương lai trả lời. Cảm không muốn dự đoán nữa đâu. Và đó cũng là tất cả những bí mật thú vị về siêu bom tấn mới của Manchester City